Sửa bán đồ gỗ ra tận gốc xin kính chào quý khách. Và lại là em Hùng Biện đây. Và trong video clip ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến các bác một siêu phẩm mẫu nghê Bảo Đỉnh cột 14, hay thường gọi là mẫu nghê Hóa Phượng. Hàng toàn bộ là hàng đặt, hàng VIP. Thì bộ sản phẩm này bên cơ sở nhà em là được làm từ chất liệu hương đá. Thì trước khi đi vào bên trong báo thông số lẫn chi tiết và giá thành của bộ sản phẩm này, thì các bác hãy bỏ ra khoảng 10 phút để xem em review hết cái đường nét chi tiết bộ sản phẩm này các bác nhá. Thì các bác mà xem được video này của em, các bác thấy hay thì các bác hãy cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh. Thì các bác hãy cùng là em đi vào bộ sản phẩm này. Thì bộ này thì bên cơ sở nhà em làm bao gồm là 6 món. Đầu tiên thì muốn giới thiệu đến các bác chiếc đoạn dài. Đoạn dài thì bên cơ sở nhà em làm với chiều dài là 2m37 và chiều cao là 1m56 và chiều sâu là 80. Chương này bên cơ sở nhà em làm là chương liền khối đục te các bác ạ. Trên đầu em đục là nghê Bảo Đỉnh. Đây các bác nhìn xem các đường led đục rất là sắc và có hồn. Và hai bên kia là hai con phượng hóa các bác nhá. Hàng đục te rất là đỉnh cao. Và toàn bộ là được làm từ chất liệu hương đá. Chương thì bên cơ sở nhà em đục là đục hai mặt các bác nhá. Đục hai mặt. Và đến cái vách này. Vách thì bên cơ sở nhà em cũng làm là vách xẻ nguyên một tấm. Và cái ván vách này bên cơ sở nhà em làm dày là 3 phân các bác nhìn này. Ván dày 3 phân và đục là đục tứ linh, long ly quy phượng. Và hai bên em đục là một con phượng hóa và rồng hóa. Ván vách dày 3 phân và khuôn vách em làm dày là 6 phân. Khuôn vách dày 6 phân, hàng đỉnh cao luôn các bác. Và toàn bộ là được làm từ chất liệu hương đá, hàng trộn gỗ trộn vân các bác nhá. Dưới vách đục hổ phù. Đây. À, đây là chiếc đoạn dài đây. Đây và các bác cùng em ngồi thử cho bác xem này. Em thì cao là khoảng 1m7 và chiều cân nặng của em là 68 cân các bạn, ngồi vào là thoải, rất là thoải mái. Cái mẫu nghê Hóa Phượng này thì các bác dùng vào những cái không gian phòng khách, nhà ống, nhà hiện đại và nhà mái Thái, tân cổ điển thì kê vào bên trong rất là sang trọng. Và đặc biệt hơn là dùng các mẫu nghê Bảo Đỉnh này thì các bác không bao giờ là lo là lỗi mốt hay là lỗi thời các bác nhá. Tại cái mẫu này rất là hiện đại và được rất là nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Và đến với cái tay nghê. Tê nghê này bên cơ sở nhà em làm tê nghê xẻo nguyên một khối và hàng đục tê các bạn. Hàng đục tê đỉnh cao. Các cái móng này, các cái móng vuốt này các bạn nhìn xem đục rất là chi tiết này và sắc nét. Và riêng cái tê nghê này em làm là chiều dày là 13 phân. Và làm xẻo nguyên một khối. Bên cơ sở nhà em phải chọn lựa lọc những cái miếng gỗ mà già nhất, những cái miếng gỗ mà đẹp nhất để em lắp vào cái bộ sản phẩm này. Em dựng lên cái bộ sản phẩm mà nghê Hóa Phượng hàng đỉnh cao hương đá này. Và đến cái ván mặt này. Ván mặt thì bên cơ sở nhà em làm toàn bộ là xẻ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân, hàng cực kỳ dày dặn các bác. Đây, rất là dày, hàng tuyển chọn gỗ, tuyển chọn vân các bác nhá. Khuôn tranh thì các bác nhìn này, bên em làm vo cong, vén cong rất là dẻo. Và khuôn tranh thì bên cơ sở nhà em làm dày là 4 phân. Khuôn tranh dày 4 phân các bác nhá. Cổ chỉ 3 tầng và một tầng chặt sen dẹo chạy xung quanh. Chặt sen dẹo chạy xung quanh và yếm đục rồng hóa. Yếm dày 4 phân. Chân thì bên cơ sở nhà em làm là chân 14 và đục là theo kiểu dáng lối cổ. Đấy, đục đầu lân và chân móng. Hàng rất là đẹp, hàng đỉnh cao các bác. Đến với cái sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu các bác là một chiếc bàn lớn. Cái bàn lớn này bên cơ sở nhà em làm với kích thước chiều rộng là 87 và chiều dài là 1m67 các bác nhá. Và mặt làm xẻ nguyên một tấm. Được chạm khắc một bức tranh là tứ linh, đấy, long ly quy phượng. Và ván mặt này em cũng làm dày là 2 phân. Đục rất là sắc nét các bạn nhìn xem này. Và khuôn tranh thì bên cơ sở nhà em làm là khuôn tranh làm vén cong các bạn nhìn xem này. Rất là dẻo và toàn bộ là khuôn tranh dày là 4 phân rồi các bạn. Và bàn đôn thì em làm là hai chiếc ngăn kéo là chiếc bàn đây các bạn nhìn xem này. Kể cả ngăn kéo chiếc bàn nha, em làm dày là 3 phân, bên trong hoàn thiện tinh kỹ. Đấy, để cho các bác để các cái đồ vật dụng nhỏ ở đây rất là tiện lợi này. Cổ chỉ 3 tầng và một tầng đục sen dẹo. Đấy, yếm dày là 4 phân. Đặc biệt hơn là khi mua bộ sản phẩm này bên cơ sở nhà em sẽ tặng kèm theo cho các bác là một khe trà nguyên khối. Một khe trà nguyên khối mà có in logo của xưởng nhà em là tập đoàn đồ gỗ Thiên Phú và cả hotline của em. Riêng cái khe trà này trị giá là 3,5 triệu các bác nhá. 3,5 triệu em tặng các bác. Và giá thành của bộ sản phẩm nghê Hóa Phượng cột 14 hàng đỉnh cao gỗ hương đá này bên cơ sở nhà em đang bán với giá là 98,8 triệu. Giá hoàn thiện đẹp kỹ là 98,8 triệu. Hàng trương với te đục te, hàng đỉnh cao. Và đến với hai sản phẩm tiếp theo là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì bên cơ sở nhà em làm với cùng một thông số kỹ thuật là sâu là 80 và chiều ngang là 1m08 và chiều cao là
1m54 các bác nhá. 1m54. Trương bên cơ sở nhà em làm là trương đục tê toàn bộ và hàng là trương liền khối, đục kiểu dáng là nghê bảo đỉnh ngồi trên đầu. Đây các bác nhìn xem này. Các bác nhìn em cái đường nét chi tiết này. Đây để em quay lại gần cho mọi người xem này. Đây, các cái chi tiết của con nghê đục rất là sắc và có hồn các bác nhá. Đây, rất là đẹp. Và hai bên ria đục hai dòng hóa và dưới đục hổ phù. Toàn bộ là liền khối hết các bạn. Cột 14 và là cột không một tâm, không một sâu. Cột tròn vo, vân veo tuyển chọn, gỗ hương đá 100% hàng tuyển chọn các bác nhá. Vách thì bên cơ sở nhà em cũng đục vách đục tam sư vườn cầu. Bao gồm là ba con lân đang quây quần một cái cầu này, các bác nhìn xem này. Đấy, đang vờn một quả cầu nhá, rất là đẹp. Ván vách dày 3 phân và khuôn vách em làm dày 6 phân. Rất là đỉnh cao. Dưới em được hổ phù. Và te thì toàn bộ là te nghê nguyên khối rồi. Te là te đặc nguyên khối, xẻ nguyên một khối dày 13 phân. Đục là đục te cực kỳ đỉnh cao. Các bác nhìn xem này. Cái dáng te nghê bên cơ sở nhà em nó cũng rất là đẹp, các bác tham khảo nó biết rồi. Bên cơ sở nhà em là đang có một cái te nghê độc quyền của đồ gỗ Thiên Phú các bác. Đây, trong năm 2022 này bên cơ sở nhà em sẽ dựng lên những cái siêu phẩm mà nghê hóa phượng hàng cột 18, cột 20. Các cái mẫu te nó cực kỳ đỉnh cao cho các bác đón chờ. Ván mặt thì em cũng làm dày là 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân. Cổ chỉ toàn bộ là cổ chỉ 3 tầng và một tầng là đục xen dẹo chạy xung quanh. Yếm đục rồng hóa rất là dày, dày 4 phân này. Và chân là chân 14. Các bác nhìn xem này, cái dáng mà nghê hóa phượng hàng đỉnh cao nhà em. Và chiếc kế đơn cũng một kích thước y hệt chiếc kế đơn còn lại. Mọi người xem này, hàng liền khối toàn bộ nhá, và hàng là hàng VIP. Và đến với sản phẩm thứ 5 này là một chiếc đôn kẹp ghế. Thì bên em làm với thông số là 42x52. Mặt cũng làm xẻ nguyên một tấm. Chiếc đôn này bên cơ sở em có kê là một cái bức tượng ông Di Lặc, để cho các bác xem là sau khi là kê cái bộ sản phẩm nhà mình thì các bác có thể kê được những thêm những cái bức tượng vào để cho hợp với bộ sản phẩm. Tượng ông Di Lặc gỗ hương đá rất là đẹp này. Và đôn em cũng làm là đôn ngăn kéo để cho các bác kéo ra cái vào đồ. Đôn hàng đặt bên nhà em làm rất là dày nhá. Cái đường nét chi tiết này đã hoàn thiện cái bên trong. À, yếm toàn bộ dày 4 phân, cổ chỉ 3 tầng. Đến cái sản phẩm cuối cùng của bộ nghê hóa phượng hàng cột 14, hàng VIP này là một chiếc đôn kẹp thấp để ngồi. Thì bên em làm với thông số là 42x42. Mặt làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân. Khuôn tranh em làm dày là 4 phân và cổ chỉ là một chỉ 3 tầng. Yếm là đục xen dẹo chạy xung quanh này. Hàng 6 món gỗ hương đá. Thì các bác mà xem được video của em có những bình luận đó có ý kiến gì, các bác hãy comment ở dưới phần bình luận để kiếm giúp em. Và em xin công khai báo giá các bác là một bộ sản phẩm nghê bảo đỉnh, hay thường gọi là nghê hóa phượng hàng cột 14, 6 món hàng đỉnh cao này. Bên cơ sở thì em đang bán với giá là 98.800.000. Bao gồm là tặng cho các bác là một khay trà nguyên khối và miễn phí vận chuyển cho bán kính là 50km. Chế độ bảo hành của bên cơ sở như em là bảo hành cho mọi người về 10 đến 15 năm về chất lượng sản phẩm. Xung quanh tiếp theo thì cạnh đó là bên cơ sở như em là có trưng bày thêm là một chiếc sập. Đấy, chiếc sập chân là chân 22 và hàng đục te. Sập là sập tứ linh các bác ạ, sập tứ linh, chân là chân 22, hàng đục te 100%, hàng siêu VIP các bác nhá. Và chiếc sập tứ linh này em làm với kích thước là chiều dài là 2m17 và chiều sâu là 1m07, cao là 1m27. Chân toàn bộ là chân 22, hàng VIP gỗ hương đá. Chiếc sập tứ linh này với cơ sở nhà em là bán là không tính bàn cơm, là giá là 38.800.000. Đấy, và xung quanh đó có bên em đang bày bán sẵn cả hoành phi câu đối, hàng giáp vàng gỗ hương đá và tủ rượu, đồng hồ rất là nhiều ở xung quanh đây. Và cạnh đó là một chiếc kệ tivi cột nho hàng VIP đục te. Đây, thì các bác mà quan tâm cái sản phẩm mặt hàng nào với cơ sở nhà em, hoặc quan tâm bộ sản phẩm nghê bảo đỉnh, nghê hóa phượng của 14 này, muốn đặt hàng, muốn tư vấn trực tiếp, hãy liên hệ qua hotline số điện thoại Zalo của em để trên màn hình là 0961194040. Còn địa chỉ nhà em hiện tại đang quay là cạnh cây xăng Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Các bác có thể đến trực tiếp cơ sở nhà em để xem hàng. Xưởng nhà em riêng cơ sở 1 là có tổng diện tích là lên đến hơn 2.000m², có hàng trăm các sản phẩm từ mộc cho đến hoàn thiện để các bác đến trực tiếp xem. Thì mọi người mà quan tâm cái sản phẩm này thì hãy liên hệ qua hotline của em để em tư vấn cho mọi người nhé. Đấy, và em xin cảm ơn tất cả các bác đã bớt chút thời gian để xem hết video clip bên cơ sở nhà em. Và em xin chào và gặp lại mọi người những video sau. Xin chào.